quý vị vừa lắng nghe phần thể hiện của các ca sĩ trong chương trình 102, những sáng tác hoàn toàn mới và chính xác là 5 ca khúc. Quý vị vừa đến với ca khúc đầu tiên, đó là Bình Tĩnh Mà Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc với phần thể hiện của ba giọng ca Viễn Trinh, Trang Blue và Dương Nguyễn. Đây là bản phối của chương trình 102. Tiếp theo quý vị lắng nghe ca khúc thứ hai là Cho Tôi Xin, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An với phần thể hiện của ca sĩ Viễn Trinh cùng với JBK Team. Ca khúc thứ ba là ca khúc Tâm Hồn Nghệ Sĩ, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc với phần thể hiện của ca sĩ Trang Blue cùng với bản phối của Super Team. Ca khúc Khi Đóa Hoa Nở Muộn, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc với phần thể hiện của ca sĩ Dương Nguyện và Kỳ Tích Tim. Tiếp theo là chúng ta đến với ca khúc cuối cùng, đó là ca khúc Mộc Miên, ca khúc do Ánh Bay thể hiện với phần thể hiện bản phối của chương trình 102. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng tay để chúc mừng cho các ca sĩ, team producer và các vũ công ngày hôm nay. Wow, rất tuyệt vời, xin được cảm ơn các khách mời ngày hôm nay. Thưa quý vị đang cùng đến với lại vũ trụ ở nhiều tầng khác nhau. Quý vị thấy là không gian cổ trang phía bên cánh phải với phần thể hiện của Dương Nguyễn cùng với lại Ánh Bay, không gian theo kiểu sang trọng của Trang Blue và không gian theo kiểu nhẹ nhàng, bay bổng, dễ thương, cute for my wear với phần thể hiện của Viễn Trinh và đặc biệt là các team producer trên sân khấu và các phụ công trong ngày hôm nay. Nguyễn Khang muốn mời nhạc sĩ Hoài An với ca khúc Cho Tôi Xin. Có lẽ là cái màu của bài này nó nhẹ nhàng, nó yêu đời hơn so với những cái ca khúc còn lại, đúng không anh? Vì sao cái thông điệp của anh lại là nhân rộng vòng tay nhân ái? Thật ra là An có một số cái ca khúc mà nó nằm ngoài cái chủ đề tình yêu, gọi là tình yêu đơn thuần. Chứ là thường thường mình nói tình yêu, mình dễ nghĩ tới tình yêu của hai người yêu nhau, muốn hướng tới sống chung với nhau. Nhưng mà thật ra còn những cái tình yêu khác, tình yêu gia đình, với cha mẹ, với con cái mình đó, và một cái tình yêu rộng lớn nữa là yêu tất cả những cái gì đó chung quanh chúng ta, nâng niu cái thế giới mà mình đang sống. Thì chính vì cái cuộc sống nó có những cái điều mà không có như ý, cũng có những lúc là có thể mình sẽ gặp cái điều đó, cái sự tác động từ những cái chuyện nó không có tốt lên trên mình hay trên những người khác, rồi nó có những cái điều không có vui, thậm chí là không hạnh phúc. Đó là mình nói ở cái mức nhẹ nhàng nhất có thể. Thì trong những cái lúc nào đó thì mình sẽ có một cái điều ước, mà thật ra điều ước này là không thể được, không thể có, là bởi vì là không ai được sống hai lần cả. Wow. Nhưng mà cái điều ước đó nó là gì? Nó mong rằng là chúng ta trở lại cái sự giản dị ban đầu. Khi một đứa trẻ mới sinh ra, mới cất cái tiếng khóc chào đời, thì đó là một cái tờ giấy trắng. Chỉ có những cái tác động của cuộc sống mới viết lên trên đó. Thì nếu mà may mắn thì đó là những cái nét và những cái gam màu đẹp. Có thể là cái số phận không tốt đẩy mình vào một cái thế nào đó, thì cái trang giấy đó nó sẽ không được đẹp, thậm chí là nó rách nát, nó nhàu, nó đầy những cái vết bẩn hết. Thì cái người bản lĩnh, cái gọi là ước mơ, nó cái nghĩa mà minh bạch trong cái bài hát này là tôi ước mơ tôi được trở lại như ban đầu, tôi được trở về một phần của thế giới này, yêu cái thế giới này. Tôi không làm hại những cái điều gì xung quanh, đối với tất cả những điều xung quanh, không giữa những là giữa người với người, mà còn những cái khác, sinh vật, từ cây cối, từ muôn thú đều có những cái tình yêu của chúng. Nhưng mà gửi gắm ra nữa, có một cái bí mật hôm nay là cũng không biết là giữ được câu này hay không, nhưng mà đại khái rằng là nếu mà mình bản lĩnh thì bất kỳ lúc nào mình cũng có thể gạt cái tờ giấy đó ra. Cái tờ giấy giả sử là bị những cái nét vẽ, những gam màu xấu, mình có thể gạt ra để mình bắt đầu mình làm lại từ cái thời điểm đó. Tức là mình phải tự đứng lên để làm lại cái tờ giấy mới đẹp theo cái ý của mình, chứ không hẳn là chỉ là ước mơ. Đó là cái điều mà An ẩn trong cái bài hát này. Thật ra xin cướp lời nên mình trò chuyện với nhau nhé. Tôi hiểu điều đó. Cho nên cái chủ đề của cái tập này là ngộ nhận. Tôi đọc bài viết của bạn và tôi nhìn ra được cái điều đó. Cảm ơn anh. Cho nên là nó sẽ lên sóng không sao đâu. Ok, nói tóm lại thì đôi khi Hoài An viết rất là sâu. Ở trong một chừng mực nào đó chúng ta phải đọc được cái bóng của cái chữ. Nói một cách khác có nghĩa rằng An có một cái lối viết mà nếu mình đọc thì mình thấy nó cũng là một cái tình yêu bình thường thôi, tình yêu thiên nhiên vân vân và vân vân. Nhưng đâu đó tôi lại cảm thấy rằng là bạn có một cái sự mong cầu rằng là giá như mà tôi có thể làm lại từ đầu thì
những cái này là những cái tôi không muốn. Tôi muốn có một cái khác tốt hơn thông qua cái kinh nghiệm lần này. Bởi vậy bạn muốn có một cái nhân sinh lần thứ hai. Và vì thế tôi quyết định đưa cái bài này vào cái tập này. Vì nó mang một tính triết lý khá là sâu. Và nói tóm lại, dù là bạn xin, bạn cũng vẫn còn lấn cấn ở đâu đó rằng là không biết mình xin về có đúng chưa, có đủ chưa, hay mình xin thêm. Và vì thế tôi nghĩ rằng là cái bài này rất là phù hợp trong cái chủ đề ngộ nhận so với loạt bài của Võ Hai Phúc là vậy. Anh Phan Gia Nhật Linh, trong cái phần câu chuyện của ca khúc solo Viễn Trinh, ca khúc Cho Tôi Xin, thì anh nghĩ như thế nào về cái câu chuyện, cái thông điệp cũng như là cái phần dàn dựng chúng tôi mang đến? Đầu tiên là chúc mừng Viễn Trinh. Có lẽ là trong nguyên cái những cái bài hôm nay, cái bài hát của em nó khác biệt. Tại vì đây là cái bài duy nhất trong nguyên cái series này, nó mang một cái tinh thần rất là tươi sáng, nó rất là vui tươi. Và anh cũng thấy rằng em cũng truyền đạt được cái điều đó. Anh chỉ ước là em có một cái kết nối với các cái bạn vũ công hơn. Tại vì khi mà em đứng bên đây em diễn và các bạn bên đây á, thì lúc mà anh xem thì anh thấy các bạn nhảy rất là vui, nhưng mà em chưa có đủ cái độ mà vui tươi của như các bạn. Thành ra là mình có một cái sự chênh lệch với nhau về cái năng lượng á. Khi mà mình diễn, và như hồi nãy ở đầu giờ anh Huy có nói là mình muốn vũ công không phải chỉ là người diễn background, mà họ là một phần của câu chuyện. Và anh thấy cái điều đó khi mình nói có một cái sự kết nối, và anh thấy cái điều đó. Nhưng mà anh cảm thấy tiếc là nó bị thiếu cái phần đó. Trong cái phần diễn có một bạn mặc đồ giống em nữa. Và bạn đó đó, cái năng lượng của bạn tỏa ra nó rất là thu hút anh. Cho nên khi xem á, giống như anh ngồi anh quan sát bạn một hồi canh quên mất anh nhìn thấy em. Thì cái đó là anh nghĩ rằng là một trong những cái kỹ năng mà khi mình đi trình diễn á, mình phải cân đo đong đếm cái điều đó. Thì nó sẽ làm cho cái bài của em nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Tôi rất là thích cái sự nhận xét này. Cho nên là em sẽ hát cái bài này theo cách nó nhí nhảnh hơn xíu. Em cũng thông cảm đây là một cái cuộc thi. Bạn muốn khoe cái quãng giọng của mình tốt nhất có thể. Và chính cái bài phối cũng có những cái biến tấu tạo những không gian để bạn chuyển tông. Em phải có một sự chọn lựa, hoặc đi theo cái hướng nội lực và thi thố, hoặc em sẽ phục vụ theo một cái nhu cầu gọi là giải trí cho người xem. Em có thể làm như vậy. Đầu bài em hát rất là nhí nhảnh, rất là tươi vui, và sau gian tấu đến phần chorus thì lúc bấy giờ em sẽ đẩy quyết liệt hơn để em được cả hai. Em quan sát Trinh từ đầu tới giờ thì em thấy thật sự là Trinh yếu về phần biểu diễn rất nhiều. Đối với cái bài này thì Trinh đã rất là cố gắng rồi. Ngay cả cái đoạn mà tụi em bê Trinh lên lúc đầu, bê lên là mắt muốn khóc, mặt đỏ bừng rưng, mà cái đoạn đó là Trinh đang hát cái nốt rất là cao nữa. Đúng, đúng. Nhưng mà Trinh đã rất là cố gắng tập luyện cùng với tụi em. Và cái phần chính của Trinh là xuất hiện và tỏa sáng, lan tỏa cái năng lượng tích cực đến cho mọi người xong thì cô ấy ra đây hát, và cái phần còn lại là tụi em sẽ thể hiện cái tinh thần tích cực đó giống như anh nói. Và anh rất ấn tượng với lại cái nhân vật chính mà thế cho Trinh. Cái cách hát của Trinh nó làm cho tụi em thể hiện được cái sự tích cực đó. Càng về sau thật ra là mình càng thương các bạn. Thật ra là anh rất là cảm kích cái tấm lòng và cả cái sự đầu tư của anh Jay dành cho các bạn. Thật sự ra khi mà bế Trinh lên như vậy, bởi vì anh nói là cái cô này cổ rất là nhút nhát và cổ có thể nói là cổ hiền lành, với một cái động tác như vậy là một cái thử thách với em. Anh chỉ muốn để ý cái phần em diễn thôi. Hát càng về cuối càng hay, mở ngoặc bởi vì không phải diễn. Đoạn hay nhất của em là lúc em thả giọng nhẹ xuống đó, bởi vì âm thanh đoạn nó rất là đẹp. Cái điểm anh khen em nhiều nhất trong bài này đó là đây là một ca khúc mới và có những cái đoạn chuyển điệu nó không hề dễ. Bài mới mà cần thời gian ngấm, nhưng mà em đã hát rất ngọt những cái chỗ chuyển đó. Đối với anh thì bài phối này truyền tải được cái phần nhạc anh viết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của các vị dành cho ca khúc tiếp theo là Tâm Hồn Nghệ Sĩ. Super Team có nói là đây là một cái bài mà theo dự đoán của bạn là anh Võ Hoài Phúc, anh vừa lái xe xong trên đường về, có thể anh rất cô đơn để anh viết lên ca khúc này. Phải Tâm Hồn Nghệ Sĩ là anh viết trong không gian đó không anh? Trước khi Phúc nói cho tôi đoán thử nha, một thoáng nào đó mình làm cảm thấy mình cô đơn. Cái cô đơn đó nó không phải là bất hạnh đâu, nó là một sự hạnh phúc. Nó trở thành một cái rất riêng của mình mà tôi gọi đó là cô đơn. Mà tôi cho rằng là bạn nhìn lại suốt cái quá trình trong cái quãng đời làm nghề của mình, bạn viết bài này là vì thế, là bạn cảm thấy mình cô đơn, có đúng không ạ? Em nghĩ rằng là cho dù là xung quanh mình có nhiều người yêu mình hay là mình yêu nhiều người á, mà thật ra thông thường là những lúc mà đông người á là mình thường hay cảm thấy cô đơn nhất. Khi mà mình đứng ở cái nơi mà gọi là nơi hào quang, nơi đỉnh cao á, mình càng sẽ cảm thấy cô đơn. Những cái chia sẻ của anh Jay hay là những cái đồng cảm của anh Linh thì tất cả đều đúng. Tôi đoán đúng cái trạng thái tinh thần của anh, cái cảm giác của anh. Mình luôn ở trong một cái trạng thái và mình gọi tên trạng thái đó là cô độc. Chỉ ở trong cái trạng thái đó mình mới sáng tác được. Chỉ trong trạng thái đó mình mới cảm thấy là mình chính là mình, mà mình không phải khoác lên bất kỳ một cái mặt nạ hay một cái áo choàng nào hết. Mình ở trong phòng một mình thôi. Viết ra cái bài Tâm Hồn Nghệ Sĩ
Và anh Jay cũng đúng luôn trong cái chuyện là nó là cái sự chất chứa cảm xúc từ rất nhiều năm và từ rất nhiều chương trình. Cứ mỗi lần như vậy xong mình tích lũy cái cảm xúc đó lại, là cho đến lúc thời điểm nó hợp lý thì tự động cái bài nó xuất hiện thôi. Nhưng mà quay trở lại thì anh đánh giá như thế nào khi mà hình tượng của Trang Blue hóa thân thành một cô nàng mà ngồi tự sự và cô ấy ngồi một mình trải lòng ra kể câu chuyện về tâm hồn nghệ sĩ? Cảm giác của mình khi mà mình xem cái hình ảnh đó, cái cảm giác nó giống như là sau ánh hào quang của người nghệ sĩ vậy đó. Tức là lúc này là giống như là vừa kết thúc đêm diễn của mình và đang tẩy trang và mới ngồi kể lại cái câu chuyện của mình. Thường thì không phải đi cái bài này nữa, nhạc của Võ Hoài Phúc nói chung là cái quãng nó hay rộng lắm. Một lời khen dành cho Trang, Trang hát rất là hay, cái khoảng vang của em và đặc biệt các nốt cao rất sáng, rất đẹp. Cái coda lúc anh viết thì anh viết theo cái kiểu là để fade down, tức là để hát nhỏ dần, thành thử cái coda nó sẽ là sự lặp đi lặp lại, đúng không? Nhưng mà các bạn ở đây thì các bạn không được kết theo kiểu đó, các bạn phải kết thúc luôn để đi sang một cái câu chuyện mới. Rất thông minh khi đẩy lên quãng 3, một cái xử lý mà anh thấy là rất thông minh, tức là nó tăng cái phần kết làm cho nó ấn tượng hơn. Còn nếu như mà giữ nguyên cái cao độ theo đúng như cái bài của anh thì cái kết nó trở nên nhàm chán. Các bạn đẩy lên một quãng 3 và các bạn kết ở đó, và thậm chí là Trang là còn phiêu lên cái câu cuối, nó cuối lên nữa. Với anh nguyên cái cụm đó nó rất là ấn tượng và nó làm cho anh cảm thấy thật sự là hạnh phúc. Hạnh phúc bởi vì là những người em, những người cũng là nghệ sĩ đồng cảm, tìm thấy nhau trong cái ca khúc đó. Không, cái này anh cũng đồng cảm. Anh có lời khen cho Khôi. Đâu đó thì anh nghĩ là Trang nợ một lời cảm ơn cho Khôi. Chúng ta không thể quên được cái công của một producer. Người ta phải sáng tạo, người ta phải cân đo đong đếm cái giọng hát của mình để bảo đảm rằng các quãng, các nốt nó được đặt đúng chỗ với cái quãng giọng của mình. Còn với Huỳnh Mến thì cái không gian mà bạn dàn dựng cho cái tiết mục này nó như thế nào? Mỗi người có một cái cách cảm nhận rất là sâu sắc khác nhau. Khi mà nghe cái bài hát này đã tưởng tượng ra cái không gian này nó sẽ là như thế nào và sẽ diễn ra làm sao. Sau khi lung linh ở trên sân khấu, khi bạn ngồi trước gương một mình, và cho dù bạn có đi đâu đi chăng nữa thì bạn thấy điều nhiều những cái cung bậc cảm xúc như vậy, nhưng mà mình phải đối diện với chính bản thân mình mới có thể đi tiếp được. Vâng, tôi thích cái ý tưởng là có nhiều cái chiếc gương, cách nhìn cái gương mà trung thực nhất đó là mình soi vào chính bản thân của bên trong con người, đúng không ạ? Không có cái gương nào mà trung thực hơn hết bằng cái cảm xúc bên trong của chính mình. Tôi thấy là cái thông điệp bạn đưa ra nó rất là rõ ràng. Hơi khó cho bạn để bạn xác định xem là vũ công nào sẽ xuất sắc nhất trong cái phần thể hiện đó, bởi vì rõ ràng trong cái phần dàn dựng đó các bạn đều làm tốt như nhau. Có một cái này thì anh nghĩ là anh phải nhắc nhở em. Câu anh Linh chia sẻ là để nâng cao cho Trinh về nghề, cân bằng hết mọi yếu tố. Tuy nhiên em đừng có lấy đó làm một cái gương để em sáng tạo. Vì sáng tạo mà em an toàn thì em sẽ không bao giờ có bứt phá. Vì em cứ cân bằng, anh không có thứ gì để làm hết, anh sẽ thất nghiệp. Em hãy sáng tạo những cái gì độc, những cái gì lạ, những cái gì bứt phá. Em cứ đột phá giùm anh nha. Em sẽ là em. Rất là thích cái bài này. Tất cả mọi thứ nó đi với nhau một bằng một cách kỳ diệu nào đó. Cái sự xuất hiện của Trang với cái đèn, kể cả Khôi đứng đằng sau mặc cái áo choàng. Em ngồi đó em hát một mình em, các bạn bên đây múa của các bạn, nhưng mà bằng một cái sự kỳ diệu nào đó nó tạo nên một cái sự thăng hoa. Và anh rất là thích cái cách mà em hát, nó thật sự giống như một cái lời tự sự. Chúng ta cùng đến với ca khúc tiếp theo là ca khúc Khi Đóa Hoa Nở Muộn, cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc. Khang muốn mời anh Linh, anh cảm nhận như thế nào về phần thể hiện của Dương Nguyễn? Anh rất là thích cái chất giọng của em. Thì anh thấy rằng là cái bài hát của em á, cái phần mà gọi là đỉnh điểm á, nó nằm ở giữa bài, sau đó nó nằm ở trên đó luôn, nó không có chỗ đi lên đi xuống. Nhưng mà với anh á, khi mà anh đi xem một cái tiết mục bất kỳ, mình luôn luôn muốn có một cái sự lên xuống. Phần này là anh đồng ý với Linh. Cái này là phải nói về với producer. Anh thường nói với các em, mình làm một bài phối đó là phải có thắt, có mở, có nhặt, có khoan. Lúc cao trào thì có lúc drop xuống, để rồi đẩy lên lại, nó mới tạo một sự bất ngờ cho khán giả. Chắc là tại do mọi người chưa có nghe cái bản gốc. Khi mà anh đối chiếu với cái bản gốc của anh á, anh lại rất là thú vị với cái cách mà Tích Kỳ dẫn dắt kỳ này. Em biến một cái bản anh viết là nó hơi hướng rock một chút, em biến nó thành một cái bài, một cái màu sắc trẻ hơn và gần gũi với lại là người trẻ hơn nhiều. Kỳ đã tạo cho anh một cái niềm tin rằng là nếu như mà cứ đi theo cái con đường này thì đôi khi lại chạm được đến với những cái người rất trẻ nữa là khác. Đó cũng là một cái nguyên nhân mà tôi viết cái format này. Đó là vì sao các bạn thấy là trên cái ghế nhạc sĩ không phải là các nhạc sĩ trẻ, mà các nhạc sĩ không còn trẻ, để cho các bạn producer trẻ phối cho người trẻ nghe. Tôi muốn nhạc của các bạn nó sâu sắc ở mặt lyrics, một cái gì đó nó hơi hoài cổ ở cái mặt melody. Thế thì nhờ các bạn trẻ, các bạn sẽ đẩy vào những cái rhythm nào đó, những cái phần nào đó mà giới trẻ thích nghe, những cái sound, những cái effect, những cái hiệu ứng. Tôi nghĩ được, nhưng mà tôi đâu có làm được, phải nhờ các em làm. Vâng.
Và cho đến đoạn đường này các em đã làm rất là tốt. Nhưng mà anh cũng đã định hướng cho các bạn ấy để các bạn ấy có thể đi theo cái mà có thể nói là cái chất sáng tạo riêng của các bạn ấy. Đúng rồi. Thì tôi muốn hỏi Huỳnh Mến thì vì sao cái phần dàn dựng của mình nó lại như vậy? Dạ, thật ra đối với em khi mà em cảm nhận cái câu chuyện em được nghe kể từ anh Jay á, là đây là một cái đó hoa rất là đẹp, hoa gạo, hoa mộc miên. Thì Dương chỉ là một người say đắm cái hoa này, yêu điên dại cái hoa này. Thì thế tại sao phải điên dại vì bông hoa? Và câu chuyện của bông hoa này là gì? Thì nó là từ cái câu chuyện mà em được lắng nghe từ anh Jay. Câu chuyện chính về cái bông hoa, đó là hoa mộc miên. Đấy là cái lý do mà hồi nãy anh Khang hỏi em là vì sao là không xuất hiện bông hoa sớm hơn. À, là vì cái câu chuyện nội dung của cái bông hoa tức là lại em muốn nằm ở kết nối và vào cái giữ cái nút thắt đó tò mò vào phần kết cho người ta để dẫn qua cái phần tiết mục tiếp theo, đúng không ạ? Dương thì cái cảm xúc của Dương bộc lộ rất là tốt, thể hiện rất là tốt trong từng cái âm thanh Dương phát ra với cả là biểu cảm của Dương nữa, cho nên là em hoàn toàn tin tưởng cái phần biểu diễn của Dương. Tôi thấy có cái đoạn mà múa ở trên không đó là rất là ra hồn, đúng không? Là do mình mới là biên đạo đó hả? Phúc rơi Dương sợ tim em. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái bông hoa và cái bài cuối cùng đó chính là Mộc Miên. Đối với Ánh thì không biết là cái câu chuyện mà em kể thì nó giống như là cái câu chuyện mà nhạc sĩ Võ Hoài Phúc viết về ca khúc này không à? Phải nói là phải có một cái lời khen thì không đủ nữa, mà phải dùng cái gọi là thán phục anh Jay cũng như là cả ekip dàn dựng chương trình, đặc biệt là ở cái tiết mục cuối cùng. Nó khóa lại cái cảm xúc những tiết mục trước đó. Nhưng cái hay là mọi người đã hiểu chính xác nhất cái nghĩa mà mình gửi gắm ở trong đó. Mọi thứ trên sân khấu nó đúng hết nha. Nó đúng hết từ cái tấm led đằng sau cho đến cái câu chuyện màu sắc của chiếc khăn. Trong cái lời á, chiếc khăn đó, thì thật ra ban đầu anh Jay và mọi người biết không, là em viết là chiếc khăn đỏ. Cái hay là mình nhìn lên mình thấy rực một cái màu đỏ và mình nói tuyệt vời. Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ cả ekip đã phải dành rất nhiều thời gian cho cái sự tìm hiểu phía trước khi dàn dựng cái bài luôn. Cái giọng hát của Ánh á, thì có một cái đoạn em rất là thích là bạn dùng cái giọng của mình để bằng hơ hơ. Nhưng mà em làm cái kiểu như vậy thì nó lại rất là hợp với lại cái bài này. Lúc mà Ánh hát vocal á, thì cái đoạn đó nó làm cho mình cảm thấy là giống như nó thoát vào, giống như xé toang một cái không gian khác, bước vào một cái thế giới khác. Thì giọng của Ánh được cái rất là hay ở chỗ rằng là giọng em hát rất là rõ lời và nó sáng lắm. Cái chỗ nào mà cảm thấy thích hợp thì đừng có ngần ngại làm việc với bạn producer và nói lại với bên chương trình đó, để mình coi mình có cái cơ hội mình xuất chiêu một nhưng mà rất là hấp dẫn. Nhìn cái hình ảnh của em, một cái bông hoa rất là đẹp, và em là một cái bông hoa đó, là nhân vật đó từ đầu đến cuối, tức là em dẫn được cái cảm xúc của mọi người không bị ngắt quãng và làm cho mọi thứ nó rất là dễ chịu. Bước lên trên sân khấu, người ta không có nhìn vào cái nỗ lực của bạn trước đó đâu, người ta chỉ nhìn cái thành quả bạn đang làm. Và nếu bạn làm tốt cái điều đó thì bao nhiêu cái nỗ lực, cái sự căng thẳng đó của bạn sẽ được đền đáp. Và đôi khi chúng ta sẽ không bao giờ thấy cái người nghệ sĩ, cái người ngôi sao họ tập luyện vất vả như thế nào, chỉ đến khi họ kể cái câu chuyện của mình cho mọi người nghe, đúng không ạ? Thì tôi biết là các bạn ở đây đã vượt lên trên tất cả, nhưng mà đúng rồi, tập 15 rồi mà. 15 tập trước là các bạn đã phải chạy vi tróc vẫy bầm dập như thế nào để có thể có được cái cơ hội tỏa sáng như thế. Nếu mà các bạn nhìn thấy được các ca sĩ của tôi khóc khi mà tập luôn á, thì các bạn sẽ hiểu được cái thành quả các bạn đạt được là xứng đáng. Thế thì bây giờ mình nói một chút về cái tiết mục tam ca của ba cô, mà ở ba cái không gian câu chuyện khác nhau. Khi mình nói về cái tiết mục tam ca, lý do mà tôi đặt để nó như vậy, và tôi xin cảm ơn bạn Lê Nghĩa là một người hợp tác rất là chặt chẽ với Vũ đoàn Huỳnh Mến, là một trong những người không thể thiếu được trong cái phần dàn dựng của vũ đạo. Tôi đặt cái tên của cái tập này là Ngộ Nhận, và tôi lồng hết tất cả các bài hát vào. Sau đó tôi nhìn, tôi nói chết rồi, tôi cần một cái gì đó, một cái bức tranh toàn cảnh trước. Thì mình có hai cách kể chuyện, đúng không Linh? Một là mình kể xuôi, hai là mình flashback. Cái màu này nó quá mới với thị trường, tôi không có dám kể cái kiểu flashback. Thì tôi quyết định là tôi chọn kể xuôi. Và may mắn là tôi có một bài. Cái bài đó tôi cảm thấy là phù hợp. Có nghĩa rằng đâu đó trong mảnh đời của chúng ta, mặc kệ bạn là ai, ở một cái level nào của xã hội, ở một cái không gian sống như thế nào, trình độ ra sao, hãy cẩn thận về cái cảm giác của mình, về cái cảm xúc. Vì cảm xúc của sự yêu thương, chữ của thương và ghét, nó vốn vô thường. Vì thế cái thông điệp tôi muốn đưa ra
trong cái tập này là hãy nhìn lại cái cảm xúc của mình để bảo đảm rằng mình có một sự ứng xử tốt, chuẩn, đúng với cái người đối diện. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa đến với những chia sẻ của những khách mời ngày hôm nay. Và điều quan trọng bây giờ đó chính là cái phần điểm số. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nhạc sĩ Hoài An và nhạc sĩ Võ Hoài Phúc sẽ có cơ hội sử dụng trái tim 102 cho một cái ca khúc mà các anh cảm thấy yêu thích nhất. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng với điểm số của nhạc sĩ Hoài An, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cùng với anh Jay Trần là chủ của format của chương trình 102. Và quý vị khán giả có mặt tại trường quay, thời gian bắt đầu. Đã xong. Chúng ta dành một tràng pháo tay để cảm ơn các khán giả cùng với lại những khách mời. Bây giờ thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một cái phần đã làm một cái giải thưởng dành cho các bạn vũ công thể hiện những cái tiết mục. Và lúc này đây thì chúng tôi xin mời biên đạo Huỳnh Mến cùng với quý vị khán giả hãy cho điểm tiết mục nào có phần dàn dựng tốt nhất. Thời gian bắt đầu. Đã xong, lần nữa xin được cảm ơn biên đạo Huỳnh Mến và quý vị khán giả. Chúng tôi xin được hỏi lại một lần nữa, hai nhạc sĩ Hoài An và Võ Hải Phú, quyết định của các anh là có sử dụng trái tim 102 dành cho một tiết mục nào mình yêu mến hay không? Chắc chắn là có sử dụng trái tim. Wow, wow. Để xem hai nha, ready. Bây giờ trái tim rất là quan trọng, là gần tới chung kết gần rồi. Gần tới chung kết rồi, nhưng mà thật sự hay là cân nhắc cho kỹ. Có hai tiết mục làm cho hai anh em phải bội ý với nhau. Ủa nãy giờ em có thấy hai anh em hắn đo gì đâu? Hay là hai anh nhau. Thần giao cách cảm? Rõ ràng. Truyền âm. Anh em rõ ràng đúng không ạ? nhưng mà cuối cùng thì cũng phải lựa chọn thôi. Vâng. Và cũng phải chia sẻ với các bạn điều này. Tức là lựa chọn này không hẳn là đây là cái tiết mục mà mình đánh giá cao nhất trong số 5 tiết mục ngày hôm nay. Đây là tiết mục mà mình nghĩ rằng có thể làm cho cá nhân mình và anh An có một cái sự rung động giống nhau, để anh em đồng thuận là sẽ gửi trái tim này đi. Vậy xin mời các anh sẽ bấm nút dành tặng trái tim 102. Xin mời. Ánh bay. Wow. Xin chúc mừng, tiết mục của Ánh Bay đã nhận được trái tim 102. Wow. Chúc mừng. Xin chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn các vị rất nhiều. Bây giờ cho Nguyên Khang hỏi một chút nha. Anh Hoài An, vừa rồi anh đã quyết định cùng với lại nhạc sĩ Võ Hoài Phúc lựa chọn trái tim 102 cho tiết mục của Ánh Bay. Và hai anh em có thể giải thích cho chúng tôi một tí xíu. Đúng rồi, phải như, nói rõ chứ. Lý do vì sao lựa chọn được không ạ? Đối với An, ngày hôm nay có hai tiết mục xứng đáng để nhận trái tim. An nói luôn là tiết mục của Trang Blue và tiết mục của Ánh Bay. Cái bài hát đầu nó là một cái bài rất là ma mị. Tức là vừa có độ ma mị trong đó. Cái bản phối của Super Team, cái này là bản phối anh thích nhất từ bữa tới giờ luôn đó. Rất là thích luôn, cái bài rất là hay. Và cái phần hát của Trang thì anh Jay có nói một cái điểm mà An rất rất là đồng ý luôn, là cái dynamic lớn nhỏ và cái sự feeling trong cái bài hát này của Trang rất là ok. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải lựa chọn, là nếu như chương trình mà có hai trái tim thì chắc chắn rồi. Nhưng mà nhiều trái. Dạ. Nhưng mà chỉ vì là bởi phải chọn một, cho nên mình sẽ chọn cái bài mà tạo cho mình cái điểm bất ngờ, cái điểm ngoặt. Tức là cái bài của Trang Blue đã hay rồi, nhưng mà tính chất của cái bài đó là hay và nó ma mị, và nó có thể nói là nó núp núp, đúng không? Nó khi ẩn khi hiện, khi ẩn khi hiện. Nó không có một cái điểm giống như là điểm lật, mình gọi là nó có twist. Đó, đó. Cái này là nói cái là ẩn. Yeah. Cười rất tươi liền. Thì đối với An thì cái bài của anh Phai có được cái điểm đó. Đó, và cái đó cũng là cái điều mà An mong muốn, rằng là mình có những cái phần mà biến hóa ở trong cái sản phẩm chung đó, tức là kết hợp producer với ca sĩ, không những ở bây giờ mà sau này càng được như vậy. Ý kiến của em. Cảm ơn anh. Em xin mời nhạc sĩ Võ Hoài Phúc. Thì giống như anh nói đó, tại sao anh nói là không phải là cái tiết mục làm cho tiết mục mà đánh giá cao nhất, không phải. Tại vì chúng ta đã đi chung với nhau từ những cái ngày đầu tiên, đúng không ạ? Anh đã thấy các bạn gọi là phát triển như thế nào,
Hôm nay là tuần thứ 15 rồi. Thì có nghĩa là trong suốt cái chặng đường đó gần 4 tháng rồi, anh cũng có cái sự kỳ vọng nhất định đối với từng người. Thí dụ như anh vẫn bảo lưu cái câu là anh là một cái người hâm mộ của Dương Nguyễn. Nhưng mà chính bởi vì anh hâm mộ Dương Nguyễn, anh nghe cái giọng hát đó là anh như thế này. Thì một chỉ cần em bị tuột xuống một dêm công lực so với bản thân em thôi là cái nó không có khuấy động được cảm xúc của anh nữa. Cũng giống như là Trinh rồi Trang rồi ảnh, mình đã hiểu nhau đủ về cái màu sắc, về cái chất giọng của các bạn như thế nào rồi. Thành thử ra để mà làm cho ở ngồi vị trí này mà phải wow thì nó cần một cái cú hích, nó cần một cái lực đó. Thì cái chỗ của Trang là anh wow bởi vì cái bản phối của Super Team nhiều hơn là anh wow bởi vì chính cái giọng hát của Trang. Mặc dù anh vẫn khẳng định cái bản đó Trang hát là đã rất rất tốt rồi, điểm số anh cho 2-1 là bằng nhau, nhưng mà đó anh giải thích. Nhưng mà tới cái bài của anh, cái điều làm anh wow không phải là cái bài phối, bởi vì cái bài phối nó không có đi ra khỏi cái sự suy nghĩ của anh, mà cái điều làm anh wow là bởi vì thứ nhất anh là cái người được chọn để hát bài này. Đây là cái điều bất ngờ mà anh Jay và chương trình đã dành cho anh. Tức là anh không đoán được rằng là anh sẽ lần hát bài này. Anh đã tưởng là một cái giọng khác. Hồi nói luôn, anh tưởng là Trinh sẽ là người hát bài đó. Bởi vì cái màu sắc, cái kiểu đó nó sẽ gần với lại là Viễn Trinh hơn. Nhưng mà cuối cùng anh lật ra anh thấy anh hát, anh rất bất ngờ. Bởi vì bất ngờ nên anh có đặt một cái nghi vấn. Có đặt một cái sự nghi vấn nhẹ ở đây. Liệu rằng cô ấy sẽ xử lý nó như thế nào? Và tới khi mà cái cách anh giải cái bài toán đó thuyết phục anh. Đó là lý do vì sao mà anh mới hội ý với anh này. Anh nói là nếu mà hai tiết mục bằng nhau thì em chọn cái này. Dạ, này ok. Và có vẻ hai anh rất đồng thuận trong việc đưa ra cái quyết định này mà không dẫn đến xung đột về quyết định hay là mâu thuẫn về quyết định, đúng không ạ? Rõ ràng hai anh em luôn luôn có một cái tâm ý tương thông, người này nhìn người kia thôi mà nãy giờ có thấy trao đổi gì đâu, nhưng đã đưa ra được cùng một cái sự đồng thuận. Em thích lắm, hay lắm. Dạ. Phúc nói một câu đúng. Tôi quan sát các bạn từ đầu, và các bạn, chính các bạn ca sĩ hoặc là kể cả producer team cũng nhìn thấy, cứ sau mỗi một vòng thi tôi sẽ đưa cho các bạn một cái bài hát, một cái đề bài không phải sở trường của bạn. Đúng là cái bài Một Miên thì hoặc sẽ là giọng của Trang hoặc của Trinh, nhất là Trang với cái dynamic đó thì hát nhạc thần thoại rất là ok. Bài Một Miên nếu là giọng của Trang hoặc Trinh thì người ta sẽ nghĩ đó là sở trường, và ánh thì không phải, đúng không? Nhưng mà ngược lại tôi lại để cho ánh hát cái bài này. Với tôi nhìn thấy được ở phía sau cái gọi là kỹ thuật của các cái bài R&B mà ánh thường hay xử lý, thì tôi vẫn tin rằng ánh sẽ xử lý tốt, miễn sao mình có cái sự hướng dẫn cho bạn. Và khi tôi giao bài cho bạn, tôi chỉ nói một câu thôi: em hát cứ như thần thoại là được, em cứ bay trên đó cho anh, em đừng leo xuống là ổn. Và bạn bay cao hơn tôi nghĩ. Với Trang cũng vậy, tôi đặt cho Trang một cái bài hát lần này ma mị, không có phù hợp với bạn, nhưng bạn đã biết cách để mà tự sự rất là ma mị vào cái đoạn đầu, những cái đoạn bạn đẩy lên tông rất là nghĩa là cái dynamic, cái độ dynamic hai anh em mình đều rất là thích. Ở đây anh muốn nói với các em ca sĩ và các bạn producer, mỗi lần tôi đưa bài các em đều nói anh đưa bài khó quá. Đây là người này luôn nói rất là sợ. Đúng, anh đưa khó, nhưng các em tin anh, sau cuộc thi này nhìn lại trước khi các em bước vào, các em lột xác hoàn toàn, các em sẽ có đầy đủ bản lĩnh. Khi các em ra ngoài sân khấu lớn, các em ra ngoài thị trường, nhạc sĩ đưa bài gì em cũng chở được, thì đó mới là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cảm ơn anh. Ok. Vâng, tóm lại một cách nói theo kiểu kiếm hiệp là nếu mà luyện tới tầng thứ 10 rồi thì bây giờ đưa tầng thứ 7, thứ 8 là chả si nhê gì, đúng không Dương Nguyễn, đúng không Ánh Mai? Ta thấy mặc đồ của Trang. Bây giờ đây thì chúng tôi xin cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ hỏi Ánh Mai một chút về quyết định của em nha. Là nếu em giữ lại cái trái tim 102 cho đêm chung kết thì em sẽ được cộng 5 điểm cho em. Nhưng nếu như em quyết định đổi điểm
bán lại trái tim 102 cho chương trình thì em sẽ có được 3 điểm cho em. Quyết định của em như thế nào? Thật ra thì bây giờ đã đến là vòng bán kết rồi ạ. Và em vẫn muốn mình có một cơ hội vào đêm chung kết, nên là em quyết định là em sẽ... em giữ lại trái tim này ạ. Vâng, chúng tôi đồng ý. Xin chúc mừng bạn đã có được trái tim 102. Và một lần nữa chúng tôi xin mời các bạn sẽ cùng đến với khu vực hậu trường để chờ đợi kết quả sau ít phút nữa nha. Xin cảm ơn các bạn.